Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì buổi sáng ngày hôm nay, và tự tin rằng Cha chúng ta trên trời rất yêu thương chúng ta. Amen. Tôi cảm thấy tình yêu của Chúa đang ở đây, và Chúa luôn chăm sóc mỗi một chi tiết trong đời sống của mình. Cho nên thưa ông bà chị em, đừng lo lắng gì hết. Hãy trao hết mọi lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài là đấng chăm sóc chúng ta. Amen chị em. Đây là cách chúng ta sống vui thọ trong Ngài. Hãy để Chúa chăm sóc mình, vì Chúa chăm sóc mình tốt hơn là mình chăm sóc mình. Đơn giản thế thôi. Cho nên đừng lo phiền. Chúa Giêsu dạy đi dạy lại là đừng lo phiền chị em. Đừng có lo phiền, đừng có lòng lo lắng, đừng có cái tấm lòng, trái tim lo lắng trong cuộc đời này. Tất cả những gì xảy ra trên cuộc đời này, thưa bà anh chị em, Cha chúng ta trên trời nắm hết rồi. Thậm chí Ngài nói rằng một sợi tóc trên đầu anh chị em rụng xuống cũng không ngoài ý muốn của Ngài. Một con chim sẻ ngoài kia bán không ai thèm mua, chứ đừng nói chuyện bán một đồng, mà chết xuống cũng không phải ngoài ý muốn của chúng. Và chúng ta thì quý trọng hơn Ngài rất nhiều, hơn chim sẻ rất nhiều. Cho nên Chúa yêu quý chúng ta, Chúa yêu quý tất cả bạn trên đang ngồi đây, không phân biệt già trẻ trai gái, không phân biệt trình độ học thức, không phân biệt giàu nghèo sang hèn, Chúa yêu chúng ta tất cả như nhau. Amen. Tôi cảm nhận một tình yêu rất lớn từ Chúa, và cũng vì có tình yêu đó, Chúa Giêsu đã chết cho tất cả chúng ta, chết cho tôi, chết cho tất cả bạn trẻ. Ngài chết để chúng ta khỏi chết. Ngài đổ máu Ngài để tội mình được tha thứ. Ngài đã sống lại để chúng ta hôm nay ngồi đây có một sự sống mới trong mối quan hệ mật thiết với chính Đức Chúa Trời. Cho nên những điều đó thưa anh chị em, mình không thừa để nhắc đi nhắc lại. Chúng ta nhắc lại để nhớ rằng mình từ đâu, để nhớ rằng ngày hôm nay mình có được sự bình an, sự tươi mới, sự chữa lành, sự vui thọ nơi Ngài là nhờ đâu? Nhờ chính Chúa Giêsu. Ngài là nguồn sự sống của chúng ta. Buổi sáng hôm nay tôi cậy ơn Chúa được nói với anh em về hai điều rất quan trọng trong đời sống tâm linh, đó là ánh sáng và sự vinh hiển. Nếu chị em đọc phía dưới chị em sẽ thấy ánh sáng là điển hình cho sự sống, và Chúa muốn chúng ta chạy đến với Ngài với một tấm lòng ăn năn để nhận lấy sự sống. Còn vinh hiển là chính Chúa, vinh hiển là chính Ngài. Và Chúa muốn chúng ta hãy khao khát tìm kiếm Ngài, để đời sống chúng ta được bày tỏ vinh hiển của Chúa. Hai cái khác nhau. Cho nên để hiểu được hai điều này, chúng ta sẽ có hai nấc thang trong đời sống tâm linh. Thưa anh chị em, Cha chúng ta trên trời muốn tôi và bạn chị em lớn lên mỗi ngày, lớn lên trong sự nhận biết Chúa, lớn lên trong sự thông hiểu những điều mà Chúa dành cho chúng ta. Chúa không bao giờ muốn thấy chúng ta mãi mãi làm như một người mới tin Chúa. Không, hôm nay mới tin nhưng ngày mai Chúa muốn chúng ta trưởng thành. Chúa muốn đời sống chúng ta tháng sau phải khác tháng trước, năm 2020 phải khác năm 2019 trong sự nhận biết Chúa. Anh em phải có gì đó để kể cho người khác biết rằng, kể cho người khác trong niềm hân hoan rằng, anh ơi chị ơi, tôi biết Chúa thế này, tôi kinh nghiệm Chúa hơn thế này, tôi cảm thấy đời sống tôi bây giờ thế này này tốt lành hơn nhiều so với năm ngoái. Anh em ơi, Chúa mong đợi mọi miệng chúng ta nói về sự cao trọng của Chúa. Chúa mong đợi để nhìn thấy mỗi một anh em mình ngồi đây được lớn lên từng ngày. Cho nên tôi khích lệ tất cả anh em mình ở đây, anh chị em ơi, hãy khao khát, hãy tìm kiếm. Chúa đã ban cho anh em sự sống rồi, sự sống đã ở trong lòng anh em rồi, vậy thì bây giờ còn lại là gì? Tìm kiếm Chúa. Hãy khao khát Ngài, hãy nói Chúa ơi, con muốn biết Ngài, con muốn rời xa Ngài, con muốn sâu nhiệm hơn về Ngài, con muốn được ở gần Ngài, kề cận Ngài, như Thi Thiên 63 hôm nay anh chị em vừa đọc.
giữa một đất khô khan cực nhọc không nước, nhưng David không tìm nước để uống. David không tìm được, không tìm kiếm những sự tiện nghi để cho cuộc đời mình đỡ khổ khi được trốn tránh trong rừng. Nhưng giữa những sự cực nhọc, giữa những áp bức, giữa những áp lực của cuộc sống, giữa những điều hăm dọa, những mối nguy hiểm, thì David vẫn một lòng nói rằng: lạy Chúa, con khao khát Ngài, để tìm kiếm năng quyền và nhìn xem vinh hiển của Chúa. Cho nên tôi khích lại buổi sáng hôm nay, thưa anh chị em, qua sứ điệp này tôi muốn gieo vào lòng anh em một sự tìm kiếm Chúa mỗi ngày, khát khao mơ ước về Ngài. Và anh em ơi, Chúa nói rằng ai xin thì được, ai tìm thì sẽ gặp, ai gõ cửa thì cửa sẽ mở cho. Nếu chúng ta chỉ ngồi yên một chỗ, lòng chúng ta không rung động, lòng chúng ta không nhúc nhích một chút nào, thì làm sao mình tìm được điều mình cần tìm anh chị? Làm sao cửa mở ra trước cuộc đời mình chứ? Làm sao mình có thể có được những điều mà lòng mình khao khát chứ? Cho nên tôi khuyên chị hãy xin, hãy tìm và hãy gõ cửa. Amen. Amen. Đó là cách chúng ta sống một đời sống thánh thiện. Tôi muốn anh chị em đọc một đoạn kinh thánh như ở trên bảng đã chiếu. Esai đoạn 60. Nếu những anh chị em nào đã từng gắn bó với hội thánh nhà môn dân từ ngày đầu, anh chị em sẽ biết rằng đoạn kinh thánh này chính là trách nhiệm của hội thánh nhà môn dân. Chúa đã đặt trên vai của hội thánh trách nhiệm này. Từ câu 1 đến câu 5, đây là mục đích, đây là điều mà hội thánh đang tiến tới, đang đi và đang tiến tới. Cho nên sứ điệp đầu năm hôm nay, tôi muốn cậy ơn Chúa để nhắc lại, hầu khích lệ tấm lòng tất cả anh em mình, cũng như muốn nói với tất cả những anh em đang khao khát muốn bước vào một phần trong trách nhiệm mà Chúa đặt để tại hội thánh này. Tôi khích lệ anh em hãy mạnh dạn, hãy mạnh dạn để gắn kết, hãy mạnh dạn để cho Chúa sử dụng cuộc đời mình và làm thành điều Chúa muốn qua hội thánh của Ngài. Amen. Amen. Chúa làm mọi sự qua hội thánh của Ngài, và mỗi một hội thánh Chúa đặt để một trách nhiệm. Nếu mà nói từ khải tượng thì có vẻ nó hơi mong lung, nhưng mà tôi nói trách nhiệm. Trách nhiệm của chúng ta được Đức Chúa Trời đặt trên vai, và Ngài nói rằng: hỡi các con, hãy làm thành điều ta muốn các con làm trên đất này. Đó là cuộc đua đã bày ra trước mặt các con, đó là chặng đường mà các con phải đi và hoàn thành cho đến ngày gặp ta trên thiên đàng. Cho nên tôi xin khởi sự động. Lời Chúa nói như sau: hãy dấy lên và sáng loè ra, vì sự sáng ngươi đã đến, và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên ngươi. Nay sự tối tăm với phủ đất, sự u ám bao bọc các dân, song Đức Giê-hô-va dấy lên trên ngươi, vinh quang Ngài tỏ ra trên ngươi. Các dân tộc sẽ đến nơi sự sáng ngươi, các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Hãy ngước mắt lên xung quanh ngươi và nhìn xem, họ nhóm lại hết thảy và đến cùng ngươi. Con trai ngươi đến từ xa, con gái ngươi sẽ được bồng ẩm trong cánh tay. Bây giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, lòng ngươi vừa rung động vừa nở nang, vì sự dư dật dưới biển sẽ trở đến cùng ngươi, sự giàu có các nước sẽ đến với ngươi. Amen. Đây chính là điều, đây chính là lý do mà hội thánh nhà môn dân được Chúa dựng nên, được Chúa dựng nên. Cũng có thể đã là 6 năm rồi, phải là chúng ta bám lấy con kinh thánh này. 6 năm rồi chúng ta bước đi với con kinh thánh này. 6 năm rồi Chúa nói chúng ta dấy lên và sáng lên ra. Chúa muốn chúng ta bày tỏ sự sống và vinh quang của Ngài cho tất cả mọi người. Hôm nay tôi muốn cùng với anh chị em nhắc lại một vài điều mà Chúa đã nói, Chúa đã đặt vào tấm lòng của tôi
cũng như tất cả bạn chị em ở nơi đây. Và nếu có thời gian về nhà, anh chị em hãy đọc tiếp những câu kinh thánh còn lại để suy ngẫm về nó. Hôm nay tôi sẽ đi qua những câu kinh thánh đó, những tôi ước ao trong tuần, anh em hãy nhắc lại nó. Tôi nói một chút về sự sáng và sự vinh quang. Chúa Giêsu nói trong Giăng đoạn 12 rằng, đoạn 8 câu 12 rằng, ta là sự sáng của thế gian. Người nào theo ta sẽ không còn đi trong nơi tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Khi nói về sự sáng, Chúa đang muốn nói về sự sống. Và Chúa cũng ví tất cả anh em mình ngồi đây là sự sáng của thế gian. Bởi vì sao? Bởi vì thế giới đang ở trong sự tối tăm. Tất cả muôn dân đang ở trong sự u ám. Và khi một con người chạy đến với Ngài, ăn năn tiếp nhận Ngài, người đó sáng lên như một ngọn đèn giữa thế giới tối tăm. Cái đó Kinh Thánh gọi là sự sống của Đức Chúa Trời. Nếu anh em nhớ Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3, giữa một sự hỗn độn tối tăm trên bờ vực, Đức Chúa Trời nói rằng phải có sự sáng, liền có sự sáng. Phải không bạn nhé? Và Ngài nói rằng sự sáng tốt lành, nên Ngài phân chia tối tăm ra khỏi sự sáng, sự sáng ra khỏi sự tối tăm, có một sự chia tách. Ngay khi chúng ta nhận lãnh sự sống của Chúa là chúng ta bước vào một quá trình để soi sáng và tách biệt. Chúng ta không còn như người thế gian nữa. Chúng ta không còn chung đụng cái gì với sự tối tăm của thế gian nữa. Tôi nghĩ rằng anh em nhớ lại đó, anh em sẽ thấy ngay khi mình được tái sinh, mình thấy thế gian lạ lẫm với mình. Mình thấy những tiêu chuẩn của thế gian hoàn toàn lạ lẫm với mình. Mình thấy mình không còn ham thích những điều của thế gian. Anh chị em ơi, đó là sự chia tách. Chúa bắt đầu chia tách. Chúa bắt đầu chia tách, đem anh chị em ra khỏi sự tối tăm. Và anh chị em bắt đầu thấy sự sáng. Sự sáng đó gọi là sự sống. Sự sống đó bắt đầu phát triển trong anh em. Anh em mỗi ngày bắt đầu nếm trải sự bình an, sự vui mừng, nếm trải nhiều điều biến đổi trong tâm hồn, nếm trải được những sự thỏa lòng bên trong, nếm trải được ý nghĩa của cuộc đời mình. Và tự động anh em biết rằng ô, mình có một cha trên trời và mình sống trên đất này trong một bình an. Khi sự sống đến, anh em thấy nó rất là rõ ràng. Và ngày hôm nay câu số 1 Chúa nói hãy dấy lên và sáng lời ra, vì sự sáng ngươi đã đến. Sự sáng ngươi đã đến. Khi anh chị em mình nhận lãnh một sự sống, khi anh em mình được chiếu sáng bên trong, đó là sự vui hưởng của thiên đàng đã ở trong lòng, nhưng đồng thời cũng đặt trên vai một trách nhiệm. Có một trách nhiệm. Giống như anh chị em được cha mẹ sinh ra trong xã hội này, anh chị em được làm công dân của nước Việt Nam, anh chị em vui hưởng những tài nguyên cây cối mặt trời ấm áp của quê hương này, nhưng đồng thời tất cả anh em mình cũng phải có một trách nhiệm với đất nước, có phải không chứ? Ít nhiều phải có trách nhiệm, đi làm đồng thời các bạn lớn lên phải đi nhập ngũ để bảo vệ quê hương. Có rất nhiều trách nhiệm, gọi là trách nhiệm của một người công dân. Khi chúng ta được sinh ra trong vương quốc của thiên đàng, chúng ta vui hưởng thiên đàng. Nhưng anh em, mình có một trách nhiệm. Trách nhiệm đó là hãy dấy lên và sáng tay ra. Chúa không muốn chúng ta ngồi yên. Chúa không muốn chúng ta ngồi một chỗ. Chúa không muốn chúng ta thụ động trong cuộc sống. Chúa không muốn chúng ta bị bó buộc trong sự sống mà Ngài ban cho. Chúa muốn chúng ta năng động. Chúa muốn chúng ta chiếu ra. Chúa muốn chúng ta phát nó ra. Để cho gì? Những người xung quanh biết anh chị em có sự sống. Đây là trách nhiệm. Trách nhiệm đó trên mọi cá nhân, nhưng đồng thời đó trách nhiệm đó cũng đặt trên hội thánh nhà môn dân này, như một mệnh lệnh từ Chúa là tất cả chúng ta phải sáng lên, chiếu ra sự sống đó, để cho mọi người đến với hội thánh này, dù là lần đầu tiên
khi họ bước vào hội thánh này, trái tim của họ phải cảm nhận được sự sống của Đức Chúa Trời đang vận hành ở đây. Một suối nước sống đang ở đây, giống như câu kinh thánh chị em vừa đọc. Có một suối nước sống đang ở nơi đây. Cho nên thưa anh chị em, sự sống này quan trọng. Nó quan trọng bởi vì cả trái đất, tất cả người dân trên đất đang sống trong sự tồn tại. Nếu mình, tôi và bạn chị em không chiếu sự sống này ra, không chiếu sáng ra, không bày tỏ trên gương mặt, trên nụ cười, trên đôi môi, trên lời nói, trên hành vi, trên suy nghĩ của mình, thì thế giới này, anh chị em ơi, vẫn cứ chết mãi trong sự tồn tại của nó. Bởi vậy cho nên trong Ephesos đoạn 5 câu 14 Chúa nói sao? Ephesos đoạn 5 câu 14 Chúa nói rằng: người đang ngủ hãy thức, hãy vùng dậy trừ trong đám người chết, thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng người. Hãy vùng dậy. Chúa nói mình hãy vùng dậy. Chúa nói mình hãy vùng dậy từ trong đám người chết. Đám người chết là đám người nào? Đám người chết là cả thế giới này. Bữa vừa rồi tôi đi ngồi lên máy bay. Khi máy bay vừa cất cánh, tôi nhìn xuống thành phố này. Và máy bay càng lên cao, tôi càng nhìn xuống thành phố này. Và tự nhiên Chúa cho tôi một ý tưởng trong lòng, một hình ảnh trong lòng. Và tôi nói: Chúa ơi, sao cả thành phố này giống cái nghĩa địa thế? Y xì như một cái nghĩa địa thế. Anh chị em nhìn cái nghĩa địa như thế nào? Anh chị em bay lên máy bay nhìn xuống thành phố này, y xì như cái nghĩa địa, không khác gì hết rồi. Tôi nói: Chúa này, bao nhiêu con người đang chết vào đó, họ đang chôn tâm linh mình vào đó. Mỗi ngôi nhà là một ngôi mộ để chôn những tâm linh người chết vào đó. Mặc dù mỗi sáng họ vẫn ra đi, vẫn đi làm, vẫn đi, nhưng chị em ơi, tâm linh chết đang ở đó. Và Chúa muốn chúng ta trong thế giới đang chết đó đừng ngủ. Chúa không nói mình chết, nhưng nhiều khi Chúa nói mình đang ngủ thương chị em. Tôi tin rằng ông bà chị em và tôi không ngủ. Chúng ta không ngủ cho một nhiệm vụ mới năm 2019 này. Amen chị em. Chúng ta không ngủ, chúng ta tỉnh thức để làm gì? Để Chúa chiếu sáng chúng ta. Chúa chỉ chiếu sáng trên những người thức tỉnh thôi. Chúa không chiếu sáng trên người ngủ. Chúa chiếu sáng trên người thức tỉnh, cầu nguyện với Ngài, ở với lời Ngài, biết mình có trách nhiệm gì cho hội thánh, cho dân tộc, cho tất cả mọi người xung quanh. Anh chị em ơi, tất cả những người xung quanh chúng ta đang chết, và chúng ta có một trách nhiệm giảng để cho họ sống. Chúng ta có một trách nhiệm để nói ra một phúc âm và họ sống. Đó chính là điều Chúa muốn thấy trên đời sống của chúng ta. Đừng kiệm lời, đừng tiết kiệm lời của mình khi nói về phúc âm của Chúa. Hãy nói, hãy chia sẻ khi có cơ hội, hãy thăm viếng khi lòng được đồng chạm, hãy đến nhà bạn mình chơi khi có điều kiện, hãy chia sẻ rằng có một đấng có thể cho anh, cho chị sự sống. Hãy nói, chúng ta không biết được hạt giống nào rải dưới đất nó mọc hay là trên đâu nhé. Anh chị em có thể lấy một nắm lúa rải ra, tôi đố chị em biết được rằng trong 1000 hạt đó, hạt nào mọc, hạt nào không mọc. Anh chị em không biết, nhưng ai biết? Chúa biết. Và mọi lời mình chia sẻ đó, anh chị em mình sẽ không bao giờ biết được rằng người mình được chia sẻ đó nó như thế nào, chỉ có Chúa biết. 5 năm sau, 10 năm sau, có thể 3 tháng sau, 6 tháng sau, họ biết Chúa. Chúa cảm ơn. Giống như cuộc đời tôi cũng vậy thôi. Chúa cứu tôi qua một lời nói của anh bạn người Nga của tôi trong căn phòng rất đơn sơ. Anh nói rằng Đức Chúa Trời là có thật đấy, bạn ạ. Một lời đó thôi. Anh chỉ nói đúng một lời: bạn ơi, Đức Chúa Trời là có thật đấy. Xong, anh đâu nói gì nữa đâu. Nhưng mà lời đó, nó cứ sống mãi trong tâm hồn này. Tôi nói thật hay giả,
tôi đang muốn đi tìm rằng Đức Chúa Trời thật hay giả. Thế là tôi tin Chúa luôn. Một lời đơn sơ có thể cứu cả đời người khỏi họ mình. Anh chị em ơi, hãy chiêu sáng ra. Anh chị em ơi, hãy nói. Tôi khích lệ hội thánh chúng ta năm 2019, hãy là một hội thánh truyền giáo, hãy là một hội thánh phát triển, hãy là một hội thánh nói cho người khác, dẫn người khác đến với Đấng Christ. Amen. Amen. Anh chị em ơi, chúng ta không thể thụ động trong bốn vách nhà thờ được. Chúng ta không thể thụ động ở trong ngôi nhà của mình được. Chúng ta không thụ động ở trong cái chăn sự sống êm ấm của chúng ta được. Chúng ta còn phải nghĩ đến những người xung quanh đang chết. Đó là hãy dấy lên và sáng lên. Vì sao? Vì sự sáng Chúa đã chiếu lên chúng ta. Anh em đến hội thánh này bao nhiêu năm, anh em thấy có Chúa chiếu sáng trên đời sống mình không? Cũng nghĩ có chứ, phải không ạ? Anh em đến đây và thờ phượng ngay, và mỗi Chủ nhật Chúa đều chiếu sáng trên chúng ta. Amen. Chúng ta thấy được Ngài ban cho sức mới, chúng ta thấy được Ngài nâng đỡ khích lệ mình, chúng ta thấy được Ngài quả thực đã chiếu sáng mình. Sự sáng Chúa đã đến trên đời sống chúng ta. Bao nhiêu những cuộc đời chúng ta ngồi đây đã gặp được sự sống của Ngài và được chiếu sáng. Nhưng anh em, tôi vẫn phải nhắc lại, chúng ta có một trách nhiệm đối với những linh hồn khác nữa. Nguyện năm 2019 này, hội thánh chúng ta là những hội thánh đưa dắt người khác đến với Đấng Christ, là những hội thánh, là hội thánh mà được Chúa chung để đem sự sống này chiếu lên cho những người đang hư mất. Quý lắm anh chị, hãy nói với họ một câu thôi: anh chị, Chủ nhật này hãy đi cùng tôi đến hội thánh để tìm biết Chúa Giêsu. Chúng ta tiếp gì một câu nói đó, phải không anh em? Nhưng Chúa có thể làm phép lạ qua lời nói anh chị em. Tôi kể câu chuyện này để làm chứng cho anh chị em về cái phép lạ Chúa. Một mục sư nọ đi truyền giảng ở một hội thánh ở vùng quê thôi, và người ta dẫn một anh chàng rất là bồng bãi, đại ca giang hồ của vùng đó đến để dự buổi hôm đó. Và sau khi thuyết phục tất cả mọi điều, anh chàng này nhất định không tiếp nhận Chúa Giêsu. Anh nói là biết gì tôi phải cần Chúa Giêsu, tôi không cần, tôi đến nghe anh nói thế nào thôi. Sau khi thuyết phục đã rồi, anh này không chịu tiếp nhận Chúa. Ông mục sư nói: thôi được rồi anh, nhưng mà lời sau cùng tôi muốn nói với anh này, anh hãy nghe giùm tôi đi. Nói được rồi, anh nói đi. Chúa Giêsu rất yêu thương anh. Bạn chị biết sau này anh đại ca này tin Chúa, anh làm chứng sao? Anh nói tất cả những lời khác ông giảng gì tôi quên hết rồi, nhưng mà cái lời Chúa Giêsu yêu thương anh nó cứ nó nói không biết trong lỗ tai. Ăn cũng nó cũng nói, ngủ nó cũng nói, thức nó cũng nói, đi làm nó cũng nói: Chúa Giêsu yêu mình, Chúa Giêsu yêu mình. Nói đến mức độ anh này nó không chịu được nữa, bạn phải chạy đến nói: Chúa ơi, Ngài yêu thương con thì con tin nhận. Có những cái phép lạ không thể nào lý giải được. Đó là việc của Thánh Linh làm, không phải chúng ta. Chúng ta chỉ có vâng lời và rao giảng một phong âm thật thương trẻ. Người khác sẽ đến với Chúa. Anh em nhé. Tiếp tục này, trong cái đoạn Esai 60 này có một chữ liên quan đến sự vinh quang. Và vinh quang Đức Giê-hô-va đã mọc lên trên vườn. Sự sáng thì đến, đến bên trong, nhưng mà vinh quang thì mọc lên. Đây là điều mà mình cần phải để ý. Nó giống như mặt trời mọc lên vậy. Phải không ạ? Mặt trời mọc, mọc lên. Cho nên hôm nay tôi muốn nói về con An, con trở lại cái hình, cái hình của bài giảng đấy. Tôi muốn nói cho anh chị em phân biệt về sự sống và sự vinh quang. Sự vinh quang của Chúa. Ở trong sách Hà-ba-cúc chương 2 câu 14, Chúa nói rằng vinh quang của Chúa sẽ đầy dậy khắp đất như nước tràn bờ biển. Đó là lời hứa của Chúa.
vinh quang của Chúa là một điều gì rất là đặc biệt dành cho những người đã có sự sống của Chúa. Dành cho những người nào được Ngài chiếu sáng, và người đó bắt đầu trải qua một quá trình nhận biết vinh quang của Chúa. Đây là lời hứa rất tốt, phải không ạ? Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dậy khắp đất như nước tràn biển. Nước tràn biển có nghĩa là đã bao trùm, không có một chỗ nào mà không có, đầy dậy, dâng lên. Và chiếu tiếp câu Kinh Thánh tiếp theo, trong suốt Ê-díp-tô ký 40, đây là quang cảnh ở trong đền thờ của Chúa. Tôi muốn anh chị em đọc những câu Kinh Thánh này để mình nhìn thấy có sự khác biệt. Áng mây bao phủ mọi mặt và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm, cho đến đổi Môi-se chẳng vào đặng, vì áng mây bao phủ ở trên và sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va đầy dãy đền tạm. Sự vinh quang của Chúa nó hiện ra ở đền thờ, là nơi Chúa ngự, là nơi Ngài ngự, nơi có hồng bản chứng, nơi có giao ước của Ngài, nơi đó Chúa ngự. Và khi Kinh Thánh chép rằng hội mạc đã xong thì sự vinh hiển của Chúa đầy dậy, và khi đầy dậy thì không có người nào vào được, không có người nào đứng được, không có người nào có thể đứng im trước sự vinh hiển của Chúa. Họ làm sao? Họ ngã xuống, họ ngã xuống dưới sự vinh hiển của Chúa. Đây là vinh quang. Khi sự vinh quang của Chúa đi đến đâu, hiện diện ở đâu, thì ở đó có quyền năng, ở đó có sự bày tỏ chính Ngài. Mặt của Chúa ở đó. Anh chị em ơi, đây là một mức cao hơn, đây là một mức độ mà mỗi một chúng ta cần phải khao khát và tìm kiếm. Sự sống Chúa ban cho chúng ta miễn phí khi chúng ta tiếp nhận Chúa Giê-xu và ăn năn tội của mình. Nhưng sự vinh quang thì không miễn phí đâu thưa anh chị. Sự vinh quang nó chỉ dành cho những người nào khao khát và tìm kiếm. Đây là điều tôi muốn nói. Chiếu tiếp câu Kinh Thánh tiếp theo, xuất hành đoạn 33. Tôi muốn anh chị em chú ý câu Kinh Thánh này. Đây là cuộc đối thoại giữa Môi-se và Đức Chúa Trời. Sau bao nhiêu ngày Môi-se dẫn dân sự của Chúa đi trong đồng vắng, và xem cuối cùng Đức Giê-hô-va phán cùng Môi-se: ta sẽ làm điều ngươi cầu xin ta, vì ngươi được ơn trước mặt ta, và ta biết ngươi bởi danh ngươi vậy. Tức là Đức Chúa Trời cho Môi-se một cơ hội, Đức Chúa Trời cho Môi-se một cơ hội để cầu xin bất cứ điều gì ông muốn. Môi-se có thể nói rằng: lạy Chúa, cho con làm vua cả trái đất này. Anh chị em nghĩ là được không? Nếu Môi-se nói rằng Chúa cho con làm vua cả trái đất, lập tức Môi-se được làm vua cả trái đất. Môi-se có thể cầu xin bất cứ điều gì. Nhưng mà anh chị em xem Môi-se cầu xin này. Môi-se thưa là: tôi xin Ngài cho tôi xem sự vinh hiển của Ngài. Điều đó dạy chúng ta bài học nào anh chị em? Sự vinh hiển của Chúa là điều quý nhất trong toàn cõi vũ trụ này. Vì sao? Vì sự vinh hiển của Chúa chính là Chúa. Sự vinh hiển của Chúa chính là tất cả những gì có bên trong Ngài. Nếu anh chị em đọc lại cái Thi Thiên 63 hồi nãy, anh chị em sẽ để ý này. David nói rằng ông khao khát để nhìn xem quyền năng và sự vinh hiển của Ngài như khi đã từng xem Ngài trong đền thánh của Ngài. Có phải anh chị em? Sự vinh quang của chính Chúa. Khi chúng ta thấy được sự vinh quang của Chúa, khi chúng ta rời chạm được sự vinh quang của Chúa, chúng ta đang có chính Ngài trong đời sống. Anh chị em đi đâu, anh chị em làm gì, Chúa xác thực cho điều đó. Anh chị em đến chỗ nào, Chúa hiện diện ở đó.
Anh chị em nói chuyện với người nào? Chúa bày tỏ chính Ngài qua môi miệng anh em. Anh chị em rờ đến người nào? Chúa cũng rờ đến người đó. Anh chị em đặt tay lên đầu người nào? Chúa cũng đặt tay lên đầu người đó. Sự vinh hiển khi đã đầy dẫy đời sống chúng ta, thì anh chị em ơi, đó là chính Chúa. Đây là lý do tại sao tôi khích lệ tất cả anh em mình hãy khao khát tìm kiếm Chúa. Hãy nói với Chúa rằng: lạy Chúa, con đã có sự sống, nhưng giờ này cho con xem sự vinh hiển của Ngài. Đức Giê-hô-va phán rằng: ta sẽ làm cho các sự nhân từ ta phát ra trước mặt người. Các sự nhân từ có nghĩa là sự thiện mỹ của Chúa, sự đẹp đẽ của Chúa, vinh quang của Chúa. Ta hô danh Giê-hô-va trước mặt ngươi, làm ơn cho ai ta muốn làm ơn, và thương xót ai ta muốn thương xót. Ngài đã phán rằng: ngươi sẽ chẳng thấy được mặt ta, vì không ai thấy được mặt ta mà còn sống. Đức Giê-hô-va lại phán: đây có một chỗ gần ta, ngươi hãy đứng trên hòn đá. Khi sự vinh hiển ta đi ngang qua, ta sẽ để ngươi trong bọn đá, ta lấy tay ta che ngươi, cho đến chừng nào ta đi qua rồi, ta sẽ rút tay lại, và ngươi thấy phía sau ta, nhưng thấy mặt ta chẳng nằm. Không ai được thấy mặt Đức Chúa Trời, đó là điều hiển nhiên. Nhưng Kinh Thánh Giăng nói rằng: Đức Chúa Giê-xu ở trong lòng của Cha sẽ bày tỏ Cha cho chúng ta. Bày tỏ bằng cách gì? Bày tỏ bằng cách Ngài cho chúng ta nếm trải và biết sự vinh quang của Chúa, sự hiện diện của Chúa và những việc Ngài làm trong hội thánh của Ngài. Tôi tin rằng một phần nào đó Chúa đang bày tỏ vinh quang của Ngài tại hội thánh nhà môn dân này. Khi chúng ta cầu nguyện, khi chúng ta thờ phượng, anh chị em thấy điều gì đó rất khác, rất khác. Cái khác đó là cái gì? Khác đó là cái gì? Thì câu trả lời ngày hôm nay đó là vinh hiển của Chúa. Khi Chúa hiện diện, anh chị em thấy tâm linh mình như được ở thiên đàng. Khi Chúa hiện diện, anh chị em thấy nan đề mình biến mất. Khi Chúa hiện diện, những sự đau đớn, bất an biến mất. Tất cả những điều gì trói buộc biến mất. Tất cả những điều gì cản trở, giới hạn đời sống anh chị em biến mất. Khi mặt của Chúa đã nhìn ở nơi đây, khi sự vinh quang của Chúa bày tỏ nơi đây, thì thưa anh chị em, không một sự tối tăm nào có thể hiện diện được. Chắc chắn như vậy. Cho nên đôi lúc trong cuộc sống, anh chị em đừng chú tâm quá nhiều vào nan đề, hãy chú ý vào Chúa. Hãy nhìn lên chính Ngài. Đừng nghĩ rằng: ôi, tôi còn nợ bao nhiêu, tôi còn bệnh, tôi còn yếu đuối, tôi còn thiếu thốn. Đừng nhìn vào những sự đó, quên nó đi. Nó là những cái bẫy để Satan khiến chúng ta chú ý và nó thu hút chúng ta về với nó. Nhưng anh chị em ơi, khi chúng ta nói được như Môi-se nói, giữa những vinh quang đời này, giữa những mọi sự đời này, giữa những khó khăn cũng như thuận lợi đời này, giữa những cám dỗ thử thách đời này, hay là tất cả những điều gì mà cuộc đời này đang muốn chúng ta chú ý nó, thì Môi-se thưa rằng: lạy Chúa, cho con xem sự vinh hiển của Ngài. Anh chị em ơi, khi Chúa đáp lời, thì tất cả mọi điều trong cuộc sống chúng ta, nó là rác, nó là rơm rác. Sứ đồ Phao-lô nói: tôi coi mọi sự tôi có như là rơm rác để tôi được nhận biết Ngài. Sự vinh hiển của Chúa là một điều gì đó nó đem đến cho chúng ta phước hạnh. Và những cơ đốc nhân ngày hôm nay, nếu như chúng ta không hiểu được rằng điều gì mình cần tìm kiếm, thì chúng ta rất dễ sai lạc được. Cái điều mà Chúa muốn chúng ta tìm kiếm, đó là tìm kiếm vinh hiển của Ngài, chứ không phải tìm kiếm tiền bạc, danh vọng, địa vị, tất cả mọi tốt đẹp đời này. Không. Chiếu dừng câu Kinh Thánh Giăng đoạn 5 câu 44:
Nếu chúng ta không tìm kiếm vinh hiển của Ngài, chúng ta đang đi lạc đường thưa anh chị. Nếu chúng ta chỉ tin Chúa rồi tìm kiếm những giá trị đời này, chúng ta đang đi lạc đường thưa anh chị. Và chúng ta không nếm trải được giá trị thật sự của thiên đàng. Chúa Giêsu nói, các ngươi vẫn chịu sự vinh hiển lẫn của nhau, không tìm kiếm vinh hiển bởi một mình Đức Chúa Trời đến, thì thể nào các ngươi tin được? Không tin được. Chúng ta không thể nào có đức tin vào lời của Đức Chúa Trời nếu chúng ta không tìm kiếm vinh hiển của Chúa. Nếu chúng ta không khát khao sự hiện diện của Chúa, nếu chúng ta không mê mẩn ngày đêm tìm cầu sự hiện diện của Chúa trong đời sống mình và hội thánh, anh chị em ơi, chúng ta không thể nào tin lời Chúa được, và đức tin đó không hành động được trên đời sống chúng ta. Chúng ta vẫn đi theo Ngài nhưng vẫn sống với những giá trị của đời này, chứ không phải giá trị của thiên đàng. Chúa Giêsu muốn chúng ta tìm kiếm vinh hiển đến từ Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu muốn chúng ta ngập chìm trong sự hiện diện của Ngài. Chúa Giêsu muốn chúng ta tìm kiếm mặt Ngài và nói rằng: lạy Chúa, con khao khát Ngài, hãy đến và trò chuyện với con buổi sáng nay. Hãy đến và chỉ lời Ngài cho con. Hãy đến nắm tay con dắt đi. Hãy đến và cùng con thờ phượng. Anh chị em ơi, tấm lòng đó khiến cho thánh linh của Chúa ngập tràn. Tấm lòng đó khiến cho vinh quang của Chúa ngồi vào trong tâm linh của chúng ta. Tấm lòng đó khiến cho chúng ta tin được lời Ngài và quyền năng sẽ phát lộ qua đời sống của chúng ta. Tôi nói với chị em rằng, năng lực không đến từ chúng ta, năng lực đến bởi đức tin trong lòng của Đức Chúa Trời. Tôi đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần, nhưng Kinh Thánh hôm nay nói với chị em rằng, nếu chúng ta không có vinh hiển của Chúa ngự trên đời sống mình và hội thánh Chúa, thì chúng ta không thể nào tin được. Chúng ta tin đầu óc chứ không tin tâm lòng. Chúng ta chỉ tin những giá trị của tâm trí chứ không phải giá trị của thiên đàng. Anh chị em ơi, nếu muốn đời sống chúng ta phát lộ ra vinh quang của Ngài và thu hút phước hạnh của thật sự từ thiên đàng, anh chị em ạ, hãy bước lên nấc thang cao hơn. Nấc thang thứ nhất anh chị em đã có và tôi đã có, đó là sự sống của Chúa Giêsu. Nhưng có một nấc thang khác Chúa muốn chúng ta bước lên, đó là tìm kiếm vinh quang của Chúa. Amen. Amen. Phải ở với Chúa điều đó. Và Ê-sai đoạn 60 có hứa với chúng ta rất nhiều điều, có phải không ạ? Ê-sai đoạn 60 hứa với chúng ta, hứa với hội thánh nhà muôn dân chúng ta rất nhiều điều. Đó là gì? Các dân tộc sẽ đến với ngươi. Nhà muôn dân thì international, thật cả mọi da đen, da đỏ, da vàng, da trắng, mang bóng chèm thấy đủ mọi màu da sẽ đến với hội thánh chúng ta. Mà có rồi đấy. Hội thánh này da trắng cũng đến rồi, da đen đến rồi, da vàng là chúng ta đến rồi. Cho nên hội thánh này sẽ là hội thánh của muôn dân tộc. Mọi người sẽ đến, phải không ạ? Rồi sao nữa? Các vua sẽ đến nơi sự chói sáng đã mọc lên trên ngươi. Các vua, các vua là nói về những người có quyền thế trong xã hội này. Họ sẽ đến với hội thánh. Họ không phải đến vì chúng ta, mà họ đến vì sự sáng và vinh quang của Chúa ngự trên chúng ta. Chúng ta chẳng có gì để họ đến, chẳng có gì để thu hút cả. Nhưng có một sự thu hút tại hội thánh của Chúa, đó là vinh hiển của Chúa. Khi vinh hiển của Chúa ngự trong hội thánh này sẽ thu hút mọi người. Amen. Yeah. Lời hứa tiếp theo là gì? Mình chỉ cần ngước mắt lên nhìn và mình thấy hội thánh càng ngày càng tăng trưởng. Nó tăng trưởng một cách siêu nhiên, nó tăng trưởng một cách ngoài ý muốn của con người. Đó là con trai con gái ở đâu xa sao em biết bồng ảm chạy đến với hội thánh Chúa. Anh chị em có tin rằng hội thánh nhà muôn dân sẽ như thế không? Chúng tôi tin nên chúng tôi nói. Chúng tôi tin nên chúng tôi sống với trách nhiệm này, sống với ước mơ này, sống với lời cầu nguyện này, sống với nó và tìm kiếm nó. Và sao nữa chứ? Bây giờ ngươi sẽ thấy và được chói sáng, và lòng ngươi sẽ được rung động và nở nát.
Tại sao? Như Kinh Thánh chép, chúng ta đi từ vinh hiển này qua vinh hiển khác, từ đức tin này đến với mức độ đức tin khác. Cho nên nếu chúng ta ước ao có một đức tin lớn, hãy sử dụng và làm cho sắc bén lượng đức tin nhỏ mà Chúa đã ban cho. Chúng ta không thể nhảy góc được. Cho nên ngày hôm nay, nếu chúng ta muốn có được thấy vinh quang lớn, hãy bắt đầu bày tỏ vinh quang hiện giờ mà Chúa đã ở trên hội thánh của Ngài. Chúng ta trung tín với nó, chúng ta bắt đầu được nâng cấp, hội thánh bắt đầu được nâng cấp, và đời sống anh chị em được nâng cấp, vinh quang này đến vinh quang khác. Biết đâu được, chỉ một thời gian sau thôi, tôi không cần phải cầu nguyện bằng tay cho anh chị em nữa. Tôi tin như thế, tất cả mọi người đến trong hội thánh này trong giờ cầu nguyện, Chúa chữa lành hết, không cần bàn tay nữa. Chỉ cần đứng trên đây cầu nguyện và ở dưới bệnh tật đau yếu, người què, người cục, người gì, tất cả mọi thứ lành hết và nhảy múa ca ngợi Chúa. Sức tôi đặt tay một ngày được vài chục người cho bao nhiêu, nhưng sức của Chúa là một lúc hàng ngàn người. Amen. Amen. Cho nên chúng ta phải tiến tới điều đó. Sự vinh hiển càng lớn thì quyền năng càng lớn, sự vinh hiển càng tỏ rõ thì phép lạ càng nhiều. Đó là điều chúng ta muốn thấy tại hội thánh này. Thưa anh em, rồi sao nữa? Sự dư dật dưới biển sẽ trở về con người, và sự giàu có của các nước sẽ đến với người. Tôi tin một điều xác quyết rằng sự thịnh vượng về vật chất luôn đi sau sự thịnh vượng thuộc linh. Anh chị em càng gần Chúa, càng có Chúa, anh chị em càng giàu có, chứ không phải ngược lại. Đừng nghĩ rằng càng giàu là càng có Chúa, vì thế là hơi sai. Không phải, vì Chúa nói người giàu vào thiên đàng khó lắm. Nhưng anh chị em càng có Chúa, càng gần Ngài, càng khấn khích với Ngài, càng đầy dẫy vinh quang của Ngài, sự thịnh vượng tài chính và dư dật sẽ đến với chị. Đừng lo về điều đó. Đừng bao giờ sống sự lo lắng và thiếu thốn tiền bạc. Đừng lo. Tôi nói với chị em rằng hãy tìm Chúa đi. Hãy để cho Chúa ngự trị đầy dẫy trong nhà anh chị em đi. Sự dư dật sẽ đến nhà anh chị em. Hãy để cho Chúa tràn đầy trên đời sống tâm linh chị em đi. Sức khỏe và sự thành công đến cho anh chị em. Vào thánh cũng vậy. Đừng lo tiền bạc. Tôi không bao giờ lo tiền bạc trong hội thánh cả, và tôi cũng chẳng quan tâm đến điều đó nhiều. Tôi chỉ biết một điều rằng nếu Chúa ngự ở đây, hội thánh sẽ có đủ mọi sự để làm mọi việc mà Chúa muốn. Amen. Qua hội thánh của Ngài, qua đời sống của chị. Anh chị em ơi, đây là những câu kinh thánh mà tôi thấy rằng rất được khích lệ để nhắc lại buổi sáng hôm nay. Được khích lệ anh em mình hãy làm hội thánh truyền giáo. Hãy là một hội thánh đem phúc âm của Ngài lan rộng. Hãy là một hội thánh đưa người khác đến với Đấng Christ. Và khi họ đến với hội thánh rồi, đừng để họ ngồi không, để họ nếm vinh quang của Chúa. Amen. Amen. Đến với hội thánh rồi bảo tôi đến với hội thánh nhưng tôi thấy hội thánh anh chẳng có cái gì cả, chẳng khác gì tôi đi chơi ngoài đường. Thì lần thứ hai họ có đến không nha? Có gì thú đâu. Như chị em ơi, muốn xây dựng hội thánh nó có hai điều kiện. Đó là đừng ngủ quên, nhưng hãy thức dậy để chiếu sáng thế giới này, và đồng thời tìm kiếm sự hiện diện đầy vinh hiển của Chúa trong hội thánh, để mỗi một con người dù cũ dù mới bước vào hội thánh này, họ chạm được đến Chúa Giêsu Christ, họ chạm được đến Đấng đang sống động và hành động trong hội thánh này, họ chạm đến được sự yêu thương, bình an, vui mừng, chữa lành, phục hồi và nâng đỡ của Chúa. Họ phải thấy được cánh tay nhân từ của Đức Chúa Trời ở đây trên đời sống của họ. Amen chị em. Nếu chúng ta đi được hai nấc thang này, tôi tin rằng năm 2019 hội thánh của Chúa sẽ phát triển vượt bậc. Hội thánh của Chúa sẽ thu hút được nhiều những cuộc đời hơn nữa cho thiên đàng của Ngài. Amen. Đó là điều chắc chắn. Hội thánh ở nơi đây, chúng ta không phân biệt hệ phái giáo phái nào, tất cả là anh em với nhau. Chúng ta cùng một Cha, thờ cùng một Chúa, uống chung một Đức Thánh Linh. Tất cả chúng ta có thể cùng làm việc cho vương quốc của Ngài. Tất cả những anh chị em nào được cảm động với khải tượng của Chúa, tất cả những anh em nào chưa bước vào một trách nhiệm nào
trong cuộc đời của mình với những hội thánh ở nơi khác. Tôi kêu gọi anh chị hãy mạnh dạn gắn kết vào khải tượng của hội thánh nhà muôn dân. Chúng ta chung tay để xây dựng vương quốc của Ngài ngay trên mặt này. Tôi tin rằng những công khó của anh em không phải là vô ích đâu. Anh em càng phục vụ Chúa thì vinh quang Chúa càng lớn trên đời sống anh em. Ơn tứ của Ngài càng nở rộ trên anh em. Tôi tin chắc với một điều rằng Chúa không ban ơn tứ cho người nào chỉ ngồi ở nhà rung đùi buông trà. Chúa ban ơn tứ cho người nào đau xót vì linh hồn người khác. Chúa ban ơn tứ cho người nào muốn phục vụ và mở mang vương quốc của Ngài. Chúa ban ơn tứ cho người nào gắn kết trong hội thánh của Ngài và phục vụ Chúa trong sự thuận phục yên quyền của Ngài. Amen. Amen. Cho nên buổi sáng nay tôi chia sẻ cho anh chị em hai bước đó là để nói và khích lệ tất cả chúng ta hãy bước vào một giai đoạn trải nghiệm sự vinh quang của Chúa. Hãy bước vào anh chị em. Nếu chúng ta không chủ động bước vào thì cuộc đời chúng ta cứ mãi đứng yên và đi lòng vòng. Chúa ơi, con tin Ngài và con làm gì nữa? Đừng sống cuộc sống như vậy, buồn lắm anh chị em. Rất buồn. Kể từ hôm nay hãy thưa với Chúa rằng Chúa, con muốn trải nghiệm vinh quang của Ngài. Nói như Môi-se thưa với Chúa này. Lạy Chúa, con muốn thấy vinh quang của Ngài trong đời sống con muốn thấy vinh quang Ngài trong gia đình con muốn thấy vinh quang Ngài tại hội thánh con. Lạy Chúa, cho con rõ chàng con. Anh chị em ơi, Chúa ngự trong đền thờ. Đó, câu kinh thánh này anh chị em thấy ha. Vinh hiển của Chúa chỉ đầy dẫy tại đền thờ. Nơi nào có sự thờ phượng, nơi đó có sự vinh hiển của Chúa. Hội thánh nào có sự thờ phượng, hội thánh đó có sự vinh hiển của Chúa. Hội thánh nào kính sợ Chúa, nơi đó có sự vinh hiển Chúa. Hội thánh nào hết lòng và chân thật đi theo ước muốn của Chúa, hội thánh đó có sự vinh hiển của Chúa. Hội thánh nào có tình yêu, hội thánh đó có sự vinh hiển của Chúa. Vì Chúa là tình yêu thương. Amen chị. Chúa là tình yêu. Tôi muốn khích lệ tất cả anh em mình hãy yêu thương nhau, hãy yêu người lân cận như chính bản thân mình và hãy sống một cách trung thực và chân thật từ trong tấm lòng. Anh chị em ơi, đó là cách để hội thánh của Chúa tràn đầy sự yêu thương. Anh chị em hôm nay có muốn phái dâng thời giờ sự lập cuộc đời mình cho Chúa không? Amen. Tôi muốn tất cả chúng ta hãy sửa soạn tấm lòng mình và thờ phượng Chúa thời gian. Tôi biết Chúa hôm nay sẽ làm một điều gì đó rất khác trong hội thánh của mình. Đừng giới hạn Chúa. Tôi mong tất cả chúng ta cùng đứng lên được không? Chúng ta hãy kính cẩn trước mặt Ngài. Và tôi tin rằng Chúa muốn sửa soạn tấm lòng của chúng ta. Chúa muốn sửa soạn tấm lòng của chúng ta. Anh chị em ạ, Chúa đang tìm kiếm từng tấm lòng. Chúa tìm kiếm từng tấm lòng yêu Ngài với một tình yêu con trẻ, tin cậy Ngài bằng cả trái tim, kính sợ Ngài, yêu quý Ngài, trân trọng Ngài. Tôi biết buổi sáng hôm nay Chúa làm một điều gì đó rất đặc biệt trong tấm lòng anh chị. Chúa sẽ cho anh chị em thấy vinh quang của Ngài. Chúa sẽ rõ ràng và kêu gọi anh chị. Những tiếng thổn thức của tâm lòng
và Chúa xin thăm anh chị em. Chúa xin bày tỏ mặt Ngài cho anh chị em vì Ngài yêu anh chị em rất nhiều. Ngài yêu anh chị em rất nhiều. Hãy đổ đầy anh em con,
hãy nói rằng Chúa ơi, Ngài yêu nên con và Ngài muốn bày tỏ mình cho em con. Chúa ơi, tâm lòng chúng con thuộc về Ngài. Lạy Chúa, chúng con yêu Ngài, chúng con yêu Ngài, chúng con muốn biết và phục vụ Ngài. Chúng con muốn cháy lên, chúng con muốn sáng lên, chúng con muốn nhìn thấy vinh quang của Ngài. Lạy Chúa, hãy bày tỏ vinh quang của Ngài cho hội thánh của Ngài. Chính tất cả mọi người đi con Chúa, không chờ bất cứ ai. Hãy đồng chào, hãy rời chào, hãy rời chạm anh em con, hãy rời chạm anh em con Chúa. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa rất yêu thương.
Hãy để tất cả chúng con được lên trải Ngài ngay chính thời giờ này. Để tất cả chúng con được thờ phượng Ngài ngay chính thời giờ này. Và trong lúc chúng con thờ phượng Ngài, Ngài chữa lành cho chúng con. Ngài khiến chúng con được tự do. Ngài khiến chúng con được tự do. Hallelujah. 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 Đừng sợ, hãy tin lên.
đừng để cho bất kỳ một thế lực nào có thể cản trở con đường phía trước. Vì Chúa yêu chị, Chúa thấu được những trăn trở trong tâm lòng của chị. Hãy dâng cho Ngài mọi điều mà lòng của chị đang băn khoăn. Hôm nay Chúa nói rằng Ngài mở những con đường phía trước, Ngài mở những con đường phía trước. Hãy tin và bước tới, biển đỏ sẽ mở ra. Hãy mạnh dạn lên. Rất nhiều những khó khăn, nhưng Chúa hứa rằng bởi quyền năng của Ngài, mọi khó khăn sẽ qua đi và mặt trời của sự vinh hiển sẽ mọc lên. Amen. Lạy Chúa, hãy đồng chạm người cha con giờ này, chạm trong chân của Giê-xu quyền thần, thần của Ngài hãy cờ đến đổ đầy người cha con giờ này, chạm trong chân của Giê-xu quyền thần, thần của Ngài hãy đổ đầy giờ này, sức châu để người cha con bước tới. Lạy Chúa, bởi lời Ngài và vinh quang của Ngài ở nơi này, chạm trong chân của Giê-xu quyền thần. Giúp người trẻ con cứu nhiều linh hồn và nhiều cuộc đời đang đau. Chạm trong chân của Giê-xu, lời của Chúa đã ở trên mọi miền này và năng lực của Ngài hãy đi theo con người này. Lạy Chúa, vì nhiều cuộc đời đau khổ đang cần cuộc đời này, lạy Chúa. Nhiều cuộc đời đau khổ đang cần cuộc đời này, lạy Chúa. Ngồi lên trong chân của Giê-xu quyền năng. Con cảm ơn Ngài. Cha yêu dấu tất cả chúng con cảm ơn Ngài và hồi thánh chúc phước cho người trẻ con. Ngài hãy ban phước để người trẻ con trở thành một phần trong thân thể của Ngài để kết quả cho Ngài. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.